Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống bằng tường VNA TV và kính mời quý khán giả quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam trong ngày hôm nay. Bản tin Hoa Kỳ đã cho thấy rằng thiếu tá cũng đã tiết lộ gây sốc về một cuộc dẹp biểu tình ngoài Tòa Bạch Ốc. Trước khi để giải tán người biểu tình bên ngoài của Tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 6, thì quan chức liên bang cũng đã bắt đầu tích đạn tìm kiếm máy móc. Theo như một thiếu tá cho biết, vào ngày 1 tháng 6 thì các lực lượng liên bang đẩy người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd khỏi công viên đối diện của Tòa Bạch Ốc, bao phủ đường phố với những làn khói hơi cay, bắn lựu đạn gây choáng, đặt bom khói và xô đẩy người biểu tình bằng khiên và dùi cui, gây ra sự chỉ trích cho rằng phản ứng này là cực đoan. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lập luận các sĩ quan đã phản ứng do có những người biểu tình bạo lực đốt pháo hoa, đốt lửa và ném chai nước đá vào cảnh sát. Tuy nhiên, thì tại phiên điều trần trước Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên ở Hạ viện vào cuối tháng 7 và tháng 8, trong một khuôn khổ cuộc điều tra lực lượng thực thi pháp luật quân sự và quân đội sử dụng bạo lực chống người biểu tình, thì thiếu đá tá Adam Marco thuộc lực lượng của vệ binh quốc gia thủ đô Washington đã cung cấp những lời khai trái ngược. Chính quyền nói rằng người biểu tình có hành động bạo lực, cảnh sát chưa bao giờ sử dụng hơi cay và người biểu tình đã được giải tán để giải tán. Một người yêu cầu theo quy định của luật pháp trước khi cảnh sát giải tán đám đông, nhưng lời khai của ông DeMarco đã mâu thuẫn với những tuyên bố này. Và Tổng thống Trump cũng đã xác nhận về nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã nhiễm nCoV. Tổng thống đã thừa nhận có một nhân viên của Tòa Bạch Ốc có kết quả dương tính khi xét nghiệm nCoV, nhưng khẳng định không gặp gỡ với người này. Các phóng viên đến dự tờ họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng 9 đã xôn xao sau khi Raquel Graham Poole, là nhà báo của Global News, đã viết trên Twitter rằng cô nghe thấy quan chức đã nói có vài người đã nhiễm tại Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày hôm đó. Tại buổi họp báo, khi các phóng viên đã chất vấn, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Kayleigh McEnany đã từ chối bình luận về thông tin này và nói rằng tôi không chia sẻ thông tin y tế cá nhân. Tuy nhiên, thì khi bước lên bục phát biểu sau đó, thì Tổng thống Trump cũng đã xác nhận về thông tin và đã nói tôi đã nghe loáng thoáng thông tin đó vào sáng nay. Chỉ vài giây sau, thì ông đã bổ sung thông tin thêm. Đêm qua, tôi lần đầu nghe tin đó và số người đã nhiễm ít thôi. Rồi ông quay về phía của McEnany và đề nghị thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cung cấp thông tin. McEnany đã trả lời, chúng tôi sẽ không xác nhận danh tính của người đã nhiễm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc họp báo và các phóng viên tại đây. McEnany cũng đã thông báo với Tổng thống rằng chỉ có một nhân viên của Tòa Bạch Ốc dương tính với e-virus, chỉ có một người thôi nhé. Và Tổng thống đã nhắc lại với các phóng viên và nói thêm rằng người đó đã không gặp gỡ tôi. Và Tổng thống vẫn chưa phê chuẩn về thỏa thuận đối với TikTok. Tổng thống nói rằng vẫn chưa sẵn sàng để thông qua thỏa thuận hợp tác giữa công ty Oracle TikTok do chưa đảm bảo được an ninh quốc gia. Ông nói, không, tôi không chuẩn bị ký kết bất cứ điều gì. Tôi cần thấy một thỏa thuận. Họ sẽ báo cáo với tôi vào sáng mai và tôi sẽ cho mọi người biết. Lời của Tổng thống đã nói tại cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng 9 và đề cập về thương vụ công ty Oracle muốn mua lại hoạt động của TikTok từ công ty mẹ là ByteDance. Theo như thỏa thuận này, thì Oracle sẽ trở thành nhà cung cấp công nghệ thông tin kinh tin cậy cho hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì Tổng thống cũng tuyên bố ông không ủng hộ cho việc công ty của Trung Quốc ByteDance vẫn nắm cổ phần đa số trong việc kinh doanh ở Hoa Kỳ của TikTok, còn Oracle nắm cổ phần thiểu số. Trước đó, thì Tổng thống đã nói rằng Oracle rất gần đạt được thỏa thuận với ByteDance về ứng dụng của TikTok và chính quyền của ông sẽ sớm đưa ra về quyết định có phê duyệt thỏa thuận này hay không. Cũng như ông nói thêm, là một người hâm mộ chủ tịch Oracle Larry Ellison, tờ Financial Times trước đó cũng đưa tin ByteDance đã đặt hoạt động kinh doanh toàn cầu của TikTok vào một công ty mới có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, với Oracle đầu tư như là một cổ đông thiểu số cùng với các nhà đầu tư khác. Và cơn bão cũng đã cuốn phăng đoạn cầu mới xây. Cơn bão cấp 2 có tên Sally đã cuốn phăng một đoạn cầu ở vịnh Pensacola, được người dân địa phương gọi là cầu ba dặm, khi quét qua khu vực Florida Panhandle. Theo như David Morgan, là cảnh sát trưởng của hạt Escambia ở Florida Panhandle, là một khu vực tây bắc của tiểu bang Florida, đã cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 9. Theo như một cuộc đánh giá đã được thực hiện vào sáng cùng ngày, dù ông không cho biết về mức độ thiệt hại của cây cầu nối với vịnh Pensacola với thành phố Gulf Breeze, chính quyền của thành phố cũng đã đăng Twitter cho rằng
cầu Ba Dặm đã bị đóng cửa, cùng với bức ảnh có vẻ là một cây cầu đang ở trên cầu. Bài đăng đã cho hay, xin lưu ý rằng cầu Ba Dặm Pensacola đã bị đóng cửa. Đừng mạo hiểm ra ngoài, người dân cũng tránh ra đường để nhân viên khẩn cấp đến. Hãy theo dõi để cập nhật thêm. Thiệt hại mới nhất do cơn bão đã xảy ra chỉ một ngày, sau khi có một xà lan đã đâm vào cầu, khiến cho giới chức phải đóng cửa cho đến sáng ngày 15 tháng 9. Cơ quan giao thông vận tải Florida FDOT đã cử một nhóm đánh giá thiệt hại từ sự việc đó. FDOT đã thông báo cây cầu vịnh Pensacola ban đầu đã bị yếu về cấu trúc vào năm 2010 và có một dự án với trị giá là 430.2 triệu đô la cũng đã được bắt đầu để thay thế về cấu trúc. Và chính phủ cũng đã công bố về kế hoạch sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho toàn dân. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào ngày 16 tháng 9 đã công bố về chiến lược sẽ cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí đối với toàn bộ người dân sớm nhất có thể. Theo như tờ The Hill đã cho thấy rằng, chiến lược này do Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, Bộ Quốc phòng và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh phối hợp xây dựng gồm có kế hoạch chi tiết cung cấp vaccine đến từng tiểu bang, các vùng lãnh thổ và các chương trình y tế công cộng. Mục tiêu của chiến lược là bảo đảm cho người dân có thể có bất cứ loại vaccine nào đủ điều kiện lưu hành. Các quan chức y tế cũng nhấn mạnh về kế hoạch này có tính linh hoạt bởi tồn tại nhiều biến số cho đến khi một loại vaccine được nhà chức trách cấp phép sản xuất đại trà. Các vấn đề còn tồn tại bao gồm các yêu cầu trong phân phối và bảo quản cũng như là liều lượng vaccine sử dụng trên mỗi người. Cho đến lúc này, thì các cơ quan y tế, các giới chức của y tế vẫn chưa rõ về mức độ miễn dịch cần thiết để ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng. Trước đó, thì đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới là Sumaya Swaminathan cũng đã cảnh báo sẽ để cho thế giới không có đủ vaccine để thay thế các biện pháp phòng chống dịch bệnh như là giãn cách xã hội và đeo khẩu trang cho đến năm 2022. Và tiếp theo thì xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin về tin Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác để giúp đỡ cho các nạn nhân về các đường dây buôn người. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã gia tăng về hợp tác trong việc giúp đỡ nạn nhân về tình trạng buôn bán người. Truyền thông của nhà nước Việt Nam vào ngày 16 tháng 9 loan tin cho biết, cam kết về điều này sẽ được thực hiện tại cuộc gặp giữa bà Hoàng Thị Ái Nhiên, là Phó Chủ tịch của Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, và ông Daniel Kristen Brick, là Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tại buổi gặp, ngoài việc trao đổi về các hoạt động, các quyền của phụ nữ cũng như là các chương trình hoạt động để giúp đỡ về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bà Hoàng Thị Ái Nhiên còn giới thiệu về các hoạt động để giúp đỡ nạn nhân đã bị mua bán và đặc biệt là việc xây dựng và mở rộng mô hình phòng chống mua bán người như là các câu lạc bộ, trung tâm chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân, nhà tạm lánh v.v. Đại sứ Hoa Kỳ cũng đã đánh giá cao về vai trò và quan tâm hoạt động của Hội Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam, cũng như là tình hình mua bán người và tìm hiểu về mô hình để giúp đỡ cho các nạn nhân đã bị mua bán ở Ngôi nhà Bình Yên. Ngôi nhà Bình Yên là một mô hình đầu tiên tại Việt Nam dành cho các nạn nhân đã bị mua bán, được ra đời vào năm 2007. Trong khi đó, thì Việt Nam cũng đã khẩn cấp để ngăn chặn gia cầm buôn lậu từ Trung Quốc. Theo như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã vừa có văn bản để yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ủy ban Nhân dân của các tỉnh kiểm soát chặt chẽ về tình hình buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 9, thì truyền thông nhà nước loan tin cho biết, văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nêu rõ phản ánh của người dân cho rằng, trong thời gian gần đây, việc buôn bán vận chuyển lậu gia cầm từ biên giới phía Bắc đã gia tăng và làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các bệnh dịch cúm như là AH5N1, cúm AH7N9. Việc nhập lậu gia cầm giống từ Trung Quốc được xác định sẽ làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm vì tiềm ẩn nguy cơ loại dịch bệnh cao. Vào ngày 8 tháng 9, thì đồn biên phòng của Trà Cổ thuộc bộ đội của biên phòng Quảng Ninh cũng đã bắt quả tang Đoàn Văn Bách, 31 tuổi, trú xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, và Nguyễn Văn Hà, 21 tuổi, trú xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, đang vận chuyển là 10.000 con gà giống không rõ về nguồn gốc. Cảnh sát cũng đã thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nói trên và phạt mỗi người là 5 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 7, thì Bộ đội và Công an của tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát giác có một nhóm người mang vác hàng trái phép ở cửa khẩu Chi Ma. Và tiếp theo, xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin về tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay.
Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Chúng ta có một ngày thứ năm hơi nóng cho quận Cam và có nhiều mây, là 90 độ cho ban ngày, 66 độ cho ban đêm. Và tại vùng San Jose là 86 độ cho ban ngày và 58 độ cho ban đêm, kính thưa quý khán giả. Và qua đến vùng Houston, Texas là 90 độ cho ban ngày và 76 độ cho ban đêm. Tuy nhiên sẽ có sấm chớp xảy ra cho vùng Houston, Texas. Và qua đến ngày thứ 6 thì nhiệt độ không có hạ xuống bao nhiêu cho quận Cam, nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều mây vào sáng sớm, 89 độ cho ban ngày và 66 độ cho ban đêm. Và đến vùng Houston, Texas cũng tương tự như quận Cam của chúng ta, tuy nhiên có mát mẻ hơn đôi chút, 83 độ cho ban ngày và 58 độ cho ban đêm. Qua đến vùng Houston, Texas thì nhiệt độ tiếp tục cao, 93 độ cho ban ngày cũng như là 75 độ cho ban đêm, và trời vẫn tiếp tục nắng nóng cho vùng Houston, Texas. Và tiếp đến là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau ngày hôm nay, đó là: cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Đây là một bài ca dao để nói đến tình thương dành cho con cái của cha mẹ là không bao giờ có thể đong đếm được. Và đó là một tình yêu thương vô điều kiện. Cha mẹ có thể chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta cả đời mà không bao giờ nghĩ đến công lao của mình. Nhưng mà những người con khi chăm sóc cha mẹ dù chỉ là một ngày, một tháng thôi thì cũng đã thấy đó là một điều gì đó to lớn lắm. Cho nên điều này chúng ta thấy là phải giữ chữ hiếu với cha mẹ và hãy chăm sóc cha mẹ khi cha mẹ cần. Và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình này. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an, nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình tin tức tối nay trên hệ thống băng tần VNA-TV 57.3 và 16.10. Một lần nữa, Phương Thảo xin kính chúc cho quý khán giả có một buổi tối an lành, bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tối mai. Lúc chiều về dợp bóng nương khoai, trâu bò về rục mõ xa xôi. Ơi chiều, chiều ơi, áo chạm về quầy lúa trên vai, in hình vào sườn núi chơi vơi. Ơi chiều, chiều ơi, lúc chiều về là lúc yên vui, qua đường mòn người lúa thơm ngơi. Ơi chiều, chiều ơi, chiều ơi.